Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn. Hôm nay, Thảo Dược Xanh số 1 Jindu sẽ cùng bà con nhân dân tìm hiểu về trà túi lọc Cagaleo cao cấp của Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn. Sản phẩm được làm 100% từ Cagaleo, không dùng phẩm màu hay thuốc bảo vệ thực vật. Túi lọc không phải là dạng 1,5 hay 2g như chúng ta hay uống. Để đảm bảo được dược tính, chúng tôi đã làm theo túi to hơn, khoảng 5g một túi trà túi lọc. Như đã nói ở các video trước về tác dụng tuyệt vời của trà Cagaleo, Thảo Dược Xanh số 1 Jindu xin nói lại một vài ý chính như sau. Cagaleo là cây có được dược tính tốt nhất, tăng chức năng gan, tăng gấp 3 lần. Đặc biệt, dược tính của Cagaleo làm âm tính virus viêm gan B, được chứng minh tại Viện Dược liệu, các bệnh viện 103, 354, 108, v.v. Không nên sử dụng kết hợp Cagaleo với thảo dược khác vì chỉ cây Cagaleo là quá đủ, nó là tốt nhất về gan. Những người nên sử dụng trà túi lọc Cagaleo cao cấp. 1. Là những người mắc bệnh viêm gan virus B, A và C. 2. Là những người viêm gan B, chỉ cần dùng Cagaleo là các chỉ số sẽ đưa về âm tính, sử dụng liên tục từ 2 đến 4 tháng. 3. Những người bị viêm gan A và C sẽ hỗ trợ tăng cường chức năng gan. 4. Những người hay nhậu nhẹt, như khi uống rượu về là một gói là tuyệt luôn. 5. Là những người bị các bệnh về gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, men gan cao. 6. Là những người hay thức khuya. 7. Đặc biệt những chị em muốn làm đẹp, bởi 70% các bệnh về da đều xuất phát từ gan. Và cuối cùng là những người thường xuyên ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, dùng Cagaleo để giải độc hàng ngày. Có rất nhiều người đã sử dụng trà Cagaleo của Thảo Dược Xanh số 1 từ những năm 2015 tới giờ. Những khách hàng quen thuộc của Thảo Dược Xanh số 1, họ dùng trà Cagaleo thay cho trà mạ. Họ đưa vào bình giữ nhiệt để uống hàng ngày. Vậy còn chần chừ gì mà các bác không mua ngay một gói trà túi lọc 1kg cao cấp của Thảo Dược Xanh số 1 nữa? Hãy comment ngay ở dưới video này số điện thoại và địa chỉ để được tư vấn miễn phí, hoặc gọi ngay tới số 0839 363 777 để được đặt hàng ngay nhé. Khuyến mãi đặc biệt cho bà con mua ngay ngày hôm nay, mua 3kg được miễn phí vận chuyển, nhận hàng mới cần phải thanh toán tiền cho nhân viên vận chuyển. Trên đây là những tìm hiểu về trà túi lọc Cagaleo cao cấp của Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn. Nếu thấy thông tin của chúng tôi là hữu ích, các bạn hãy bấm like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được nhiều thông tin hơn. Thảo Dược Xanh số 1 Jindu xin cảm ơn. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.